Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Long đến từ trường âm nhạc Ada Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mà hiểu được mastering là cái gì. Và song song đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái step, những cái bước để mà mastering một cái bài nhạc của mình ha. Rồi mình sẽ bắt đầu. Thì điều đầu tiên, cái mastering là cái gì? Mastering có nghĩa là các bạn thực hiện những cái thao tác cuối cùng, những cái chỉnh sửa cuối cùng để cho ra bản final. Thì ngoài ra mastering nó còn là một cái công đoạn để các bạn điều chỉnh cái bài nhạc của các bạn sao cho phù hợp với cái môi trường mà các bạn sử dụng nó. Ví dụ như các bạn nghe ở trên loa ô tô nè, hay là các bạn nghe ở trên cái dàn nghe nhạc ở nhà, hoặc là nghe trên loa vi tính, hoặc là nghe ở trên điện thoại, hoặc là nghe ở trên các cái nền tảng streaming như là YouTube, Spotify đó, thì cái công đoạn đó người ta gọi nó là mastering. Rồi thì các bước các bạn cần biết trước khi mà mình bắt đầu mình mastering bài nhạc của mình đó là những gì? Điều đầu tiên các bạn cần phải để ý tới độ lớn. Mình khuyên các bạn khi mà các bạn mixing á, thì mixing xong thì bài nhạc của các bạn nên ở -6 dB fs là cái khung này nè. Ở -6 dB fs thì để làm cái gì? Thì các bạn khi mà các bạn mastering á, thì các bạn sẽ cần một khoảng trống, một khoảng đó để các bạn khi mà các bạn sử dụng EQ nè, sử dụng compressor nè, hay là các bạn đẩy cái độ lớn của cái bài nhạc của các bạn lên thì nó không có bị vượt ngưỡng. Khi mà nó chạm ở số 0, nó chạm ở số 0 ở ngay khúc này thì nó sẽ bị vỡ, nó sẽ bị vỡ tiếng ra. Đó thì mình nên chừa một cái, người ta gọi nó là headroom. Mình nên chừa một cái khoảng headroom đó để mà mình xử lý nó cho nó hiệu quả. Rồi cái tiếp theo đó là khi mà các bạn mastering thì các bạn cần một cái có thể trực quan mình nhìn được cái âm thanh của mình nó như thế nào. Ví dụ như một cái EQ mà các bạn có thể nhìn được cái tần số của bài nhạc của các bạn ở trên đó, và một cái meter, một cái gọi là một cái thước để mà đo âm thanh của các bạn á, cái âm thanh của các bạn đã đủ độ lớn hay chưa, hay là nó đã vượt ngưỡng rồi. Đó thì đó, mình cần một cái meter. Ở đây mình có một cái meter nè, người ta gọi nó là level meter. Đó thì ở đây mình sẽ nói một cách nói ngắn gọn thôi, tại vì mình cũng không có đủ thời lượng để mình nói hết về cái mastering này, nó rất là nhiều. Thì mình sẽ nói đơn giản cách mà các bạn mastering cho một cái bài nhạc để mà đăng lên YouTube. Ok ha. Thì bước đầu tiên các bạn cần để ý đó là cái độ lớn của các bạn, là hồi nãy mình đã nói rồi đúng không, độ lớn. Tiếp theo đó là cái khoảng cách giữa cái âm thanh nhỏ nhất và cái âm thanh lớn nhất của các bạn, để làm cái gì? Để cho cái bài nhạc của các bạn á, nó được hài hòa, nó không có bị là lúc mà nó quá nhỏ mình không nghe được luôn, và cái lúc lớn thì nó lớn quá, nó át hết những cái tiếng nhỏ khác. Đó thì nó bị chênh lệch quá, nó hụt, giống như kiểu các bạn đang leo lên núi xong rồi các bạn té xuống cái đùng vậy đó. Giống vậy thì mình sẽ sử dụng một cái gọi là compressor để mà mình điều chỉnh, mình hiệu chỉnh lại cái gọi là dynamic range, là cái khoảng cách giữa âm thanh lớn nhất và cái âm thanh nhỏ nhất. Rồi đó thì mình sử dụng một cái compressor. Ok ha. Rồi tiếp theo là tuy là các bạn đã mixing trước đó rồi, nhưng mà sẽ có những cái ví dụ như là những cái âm thanh mà các bạn cảm thấy là nó chưa được hay ở khúc đó, mà chỉ có khi mà các bạn giảm tổng xuống thì nó sẽ hay. Ví dụ như các bạn cắt ở một cái âm thanh xấu ở 200 Hz đi. Đó thì các bạn cắt hết ở tổng thì nó sẽ hay. Đó, hoặc là các bạn có thể cắt ở từng cái element ở trên cái bài nhạc của các bạn cũng được. Đó thì mình thì chọn một cách nhanh chóng hơn thì mình cắt ở trên cái tổng này luôn cũng được, không sao ha. Rồi thì như hồi nãy mình có nói thì bước đầu tiên đó là các bạn canh lại dynamic range bằng compressor hoặc là multiband compressor. Rồi tiếp theo là các bạn canh lại về tần số, đó là bước thứ hai. Canh lại về tần số thì các bạn có thể dùng EQ. Bước thứ ba đó là các bạn đẩy độ lớn của bài nhạc của các bạn lên đủ cái mức tiêu chuẩn. Rồi
Thì cái bước thứ ba này mình sẽ sử dụng một cái công cụ đó là limiter. Rồi, thì tại sao mình sử dụng limiter mà mình không sử dụng những cái khác? Thì thứ nhất, limiter nó là một cái compressor nhưng mà cái ratio của nó khá là cao. Nó sẽ chặn đứng những cái âm thanh mà nó vượt qua cái ngưỡng threshold cho phép. Có nghĩa là khi mà cái âm thanh của các bạn vượt ngưỡng là nó sẽ cắt hoàn toàn luôn, vì cái ratio của nó rất là lớn. Thì như cái phần mềm của Studio One nè, thì cái ratio của nó khoảng là 20.1 đó, thì coi như là cái âm thanh của các bạn vừa vượt qua ngưỡng thì nó chỉ còn lại 1/20 phần của cái âm thanh vượt đó thôi, thì khá là an toàn cho cái âm thanh của các bạn ha. Rồi, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cái limiter này. Thì cái limiter này nó sẽ có 4 cái nút vặn giống như thế này. Thì đầu tiên đó là input. Thì cái input này á, nó sẽ tăng cái độ lớn của cái bài nhạc của các bạn lên. Đó, thì ví dụ như là cái input nó vào cái limiter này bao nhiêu dB. Đó, ví dụ như các bạn bình thường các bạn không có tăng cái input gain này lên á, thì bài nhạc của các bạn nó vẫn chạy bình thường. Những ngày xưa từng ngồi chuông reo vô vọng. Đó, thì cái độ lớn nó ở tầm khoảng chừng này. Nhưng mà các bạn cần cái độ lớn nó to hơn thì các bạn phải tăng input lên. Đó, tăng input lên thì nó sẽ to hơn. Những ngày xưa từng ngồi chuông reo vô vọng. Đó, rồi. Thì tiếp theo đó là cái ceiling. Cái ceiling này nó sẽ là một cái trần để cái âm thanh của các bạn không thể nào vượt qua được cái trần đó nữa. Thì đó là ceiling ha. Thì các bạn, nó chỉ có thể giảm và nó không tăng được nha. Đó, thì nó chỉ có thể giảm xuống vậy thôi. Thì các bạn thấy là khi mà nó giảm á, thì cái threshold nó cũng giảm luôn. Cái threshold này là threshold, có nghĩa là cái ngưỡng á. Đó, nó cũng giảm theo luôn. Nhưng mà các bạn giảm threshold thì cái ceiling này nó không giảm. À, lý do tại sao? Thì cái threshold này á, nó hoạt động giống như cái compressor. Đó, thì các bạn có thể nén cái âm thanh của các bạn lại ở tỷ lệ là 20.1. Và cái release này là cái release trong compressor của cái threshold này nè. Đó, thì thật ra mình sử dụng cái limiter này á, là khi mình đã mix nó ok hết rồi. Đó, rồi mình mới sử dụng cái limiter này, mình đẩy cái input gain của nó lên là xong. Nhưng mà mình cần hiểu cái công dụng của threshold và release ở đây á, để mà mình có thể tùy biến. Ví dụ như một cái bài nhạc của các bạn á, nó lớn quá. Đó, ví dụ như là bạn vừa compressor vừa EQ xong nhưng mà nó vẫn còn lớn quá, mình muốn nó giảm nhiều hơn chút xíu thì mình sử dụng threshold này. Đó, hoặc là các bạn muốn cái bài nhạc của các bạn không vượt quá ví dụ như -3 dB fs đi, đó -3, thì nó sẽ tự động nó giảm cho bạn luôn. Đó là khi mà cái âm thanh nó vừa chạm tới -3 dB fs là nó sẽ tự động nó giảm xuống. Rồi, ok ha. Thì ở bên này đó là một cái thanh thước để các bạn đo cái âm thanh của các bạn. Nhưng mà khi mà mastering á, thì các bạn nên sử dụng cái thanh thước tiếp theo, đó là level meter. Đây. Rồi, mình sẽ bật lại thêm một cái limiter nữa ha. Rồi, ok. Rồi, tại sao mình sử dụng cái level meter này? Thứ nhất, đó là nó có nhiều cái để mình, nhiều cái trường để mình nhìn hơn. Ví dụ, nếu mà mình cần master cho cái bài này để đăng lên YouTube, thì nó có một cái đơn vị để mà mình tham chiếu với lại cái quy định của YouTube, nó là LUFS. Ở đây, các bạn có thể nhìn ở đây. Đó. Mình chuyển qua LUFS để mình nhìn, và mình chọn chế độ là R128. Thì R128 ở đây á, nó là một cái chuẩn của châu Âu để mà mình gọi là tham chiếu trên đó cho nó dễ. Rồi, thì ngoài ra còn rất là nhiều cái này ha. Ở một cái video khác mình sẽ nói về cách mastering cho những cái môi trường khác nữa. Thì ở đây mình sẽ nói về cái YouTube và Spotify. Rồi, thì ở đây nó có một cái, ở đây là integrated. Đó, thì nó có một cái đơn vị là LUFS. Thì cái integrated này nó là một cái âm thanh gọi là cái độ lớn trung bình
của cái bài nhạc của các bạn. Các bạn có thể lên Google, các bạn search là cái LUFS cho cái nền tảng của các bạn, thì nó sẽ có quy định cho cái âm thanh của các bạn nằm ở bao nhiêu LUFS. Đọc ví dụ như là Spotify hoặc là YouTube thì nó nằm khoảng trừ 14 LUFS là được rồi, ok ha. Thì nhiệm vụ của mình chỉ có đơn giản thôi là canh cái bài nhạc của mình làm sao để mà nó không có vượt quá trừ 14 này, hoặc là nằm trong khoảng trừ 14, ví dụ như là trừ 13.9, 13.8 hoặc là trừ 14.2, 14.5 đó, cỡ đó là được. Thì nó nằm khoảng trừ 14 chấm mấy 10, hoặc là 13.9, 13.8 là nó sẽ ok. Xong cái bước này các bạn chỉ có việc là xuất file ra và up lên trên các cái nền tảng YouTube hay là Spotify, đó là ok. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà mastering một cách rất là cơ bản đó. Thì cái này các bạn cần luyện tập nhiều. Thứ nhất là mình train cho lỗ tai của mình để mình có thể nghe được những cái âm thanh xấu, hoặc là cần boost những cái âm thanh tốt lên, hoặc là những cái âm thanh nhỏ hoặc âm thanh lớn quá thì các bạn có thể dùng compressor để mà các bạn nén lại. Rồi cuối cùng là các bạn dùng một cái limiter để các bạn nâng cái âm thanh của các bạn lên, và dùng cái level meter, dùng một cái meter để mình đo lại cái độ lớn của mình khi mà các bạn, trước khi các bạn xuất file. Đó là những bước rất cơ bản để mà các bạn có thể mastering được bài nhạc của mình. Thì hy vọng qua cái video clip này các bạn có thể hoàn thiện được cái sản phẩm của các bạn. Nếu mà các bạn thấy video clip này hữu ích thì hãy bấm subscribe, share và bấm chuông thông báo để mà nhận được nhiều cái video clip hữu ích khác. Ok, thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo.